Được coi là thảm họa trong nước, HKT nổi tiếng thế nào ở nước ngoài? Không ồn ào và rừng rừng trong nước, nhưng cái tên HKT là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng được yêu mến ở Trung Quốc. Mới đây trên mạng xã hội, bất ngờ xuất hiện hình ảnh của nhóm HKT, nhóm nhạc từng cho rằng rất thảm họa tại làng giải trí Việt. Đang nhận giải thưởng danh giá của một buổi lễ trao giải danh giá tại Trung Quốc. Theo đó, HKT đã vinh dự đoạt được danh hiệu Kim Lý với ca khúc Nướng Nướng Nướng. Nướng 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 chính là bài hát trong bộ phim Tình Xuyên Biên Giới, được ra mắt cách đây không lâu. Bộ phim còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng như Mã Đức Chung, Khánh My, Lưu Lực Dương, Vương Đại Trị và Cát Phượng. Đông đảo người hâm mộ ở Việt Nam đã vô cùng bất ngờ trước thông tin và hình ảnh của HKT khi nhận giải thưởng ở Trung Quốc. Từng bị chê là gu thời trang thảm họa, nhưng nhóm nhạc này vẫn theo đuổi con đường đam mê của mình. Họ từng làm công chúng bất ngờ khi thay đổi sang hình ảnh soái ca. Dù không được đánh giá cao trong nước, nhưng HKT là một nhóm nhạc được lòng khán giả tại nước ngoài. Tại thị trường Trung Hoa đại lục, hình ảnh HKT trở nên quen thuộc với khán giả. Các ca khúc của họ thường xuyên được sử dụng trong các chương trình truyền hình nổi tiếng và có lượt xem cao. Tại Đài Loan, nhóm cũng tạo được độ nổi tiếng nhất định khi góp mặt trong một vài chương trình truyền hình, tham gia sự kiện họp báo trả lời phỏng vấn. Bên cạnh đó, HKT thường được các trang báo nước ngoài đưa tin và họ cũng là từ khóa quen thuộc trong các trang tìm kiếm lớn ở đó. Thậm chí HKT còn lọt vào top 10 phong cách ấn tượng, khiến giới trẻ Trung Quốc phát cuồng. Nổi bật nhất là ba chàng trai này còn được nhận lời mời đóng phim tại một thị trường nổi tiếng không thua kém gì các nghệ sĩ khác. Minh Hằng, lấy chồng tôi sẽ dừng hẳn nghệ thuật. Minh Hằng chia sẻ về người đàn ông mình yêu. Lúc ở bên anh ấy tôi là chính mình, có lúc xinh đẹp, có lúc xấu xí, thậm chí có nhiều lúc đầy khuyết điểm, nhưng anh ấy vẫn luôn yêu thương tôi. Phóng viên hẹn gặp nữ ca sĩ diễn viên Minh Hằng. Ngay sau ngày cô ra mắt MV Điều Em Cần Chỉ Là Anh, xuất hiện với phong thái tự tin, câu chuyện với Minh Hằng khá thoải mái, dù được bắt đầu từ những ồn ào trong năm vừa qua. Ở thời điểm kết thúc một năm hoạt động, chị thấy năm 2017 vừa qua của mình như thế nào? Đối với tôi, năm 2017 là một năm nhiều biến động. Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện đã qua, khi tôi nhìn lại cảm thấy những biến cố đó xảy ra là cần thiết. Sự xuất hiện của nó đánh dấu giai đoạn chuyển giao, giúp tôi trở thành một con người trưởng thành hơn về cả trong tư tưởng lẫn suy nghĩ. Nhưng điều đó có nghĩa là cái tên Minh Hằng gắn liền với nhiều thị phi, làm gì cũng gây ồn ào đấy thôi. Có lẽ những năm trước, cuộc sống của tôi trong con mắt công chúng quá bình yên, tôi không có scandal, thậm chí ngay cả ở trên trang cá nhân, tôi cũng không bao giờ cho phép mình có những phát ngôn gây sốc. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra trong năm 2017 đã vượt khỏi khả năng kiểm soát và tôi buộc phải thích nghi với nó. Nhìn lại scandal của chị với Hồ Ngọc Hà, nếu được quay trở lại, liệu chị có lựa chọn cách xử lý khác? Tôi nghĩ đừng nên mãi nhìn về quá khứ, câu chuyện đó đã xảy ra và không thể nào thay đổi. Tuy nhiên, đó cũng là bài học cho bản thân tôi để trưởng thành hơn. Sống càng lâu, hiểu càng sâu, đó là câu nói mà tôi đã học được qua những biến cố. Tôi đã trải qua một giai đoạn có thể nói là khủng khiếp. Người bên ngoài sẽ không bao giờ thấy được nỗi đau của người khác. Nó như một con sóng ngầm trên mặt hồ phẳng lặng. Có thể người ta sẽ nghĩ sao cô này làm quá lên, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu mình đang trải qua như thế nào. Bây giờ tôi cũng không tranh cãi hay tranh luận để thay đổi quan điểm cá nhân của từng người. Chuyện quá khứ đã là quá khứ, tôi chỉ muốn sống cho hiện tại và tương lai. MV mới của chị có nội dung xoay quanh tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy ẩn ý. Ở ngay đoạn hội thoại đầu MV, khán giả đã nghĩ chị đã xéo Hồ Ngọc Hà. Và mới đây mọi người cũng cho rằng phát ngôn đừng đu bám theo để nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà là dành cho chị. Chị nghĩ sao về điều này? Tôi không muốn nhắc đến ai khác trong bài phỏng vấn của mình và tôi cũng không biết lời nói đó có phải dành cho tôi hay không. Không thể xác minh được. Nội dung của MV là câu chuyện dù thật hay không thật, cũng là kịch bản mà tôi viết có kịch tính, có chiều sâu, là những đúc kết kinh nghiệm của tôi trong 10 năm trên con đường hoạt động nghệ thuật. MV lần này chị làm để dành tặng cho người đàn ông đã bên cạnh chị suốt thời gian mệt mỏi vừa qua. Đó là người như thế nào khiến chị phải dành nhiều tình cảm đến thế? Tôi nghĩ tình yêu là chuyện riêng tư, và nếu đã là chuyện riêng tư thì chỉ nên để hai người biết. Bài hát này là lời cảm ơn của tôi gửi đến anh, đã ở bên cạnh tôi suốt 2 năm qua. Để may này khi nhìn lại, cuộc tình đó dù có kết thúc hay không, tôi vẫn muốn nhớ tới khoảng thời gian ấy như một khoảnh khắc tuyệt vời. Tình yêu đôi khi không thể giúp cho con người ta vượt qua được sóng gió, nhưng chắc chắn nó sẽ tiếp thêm nhiều sức mạnh để tôi vượt qua khó khăn, cũng như những biến cố trong đời, đó là điều tôi cần trong cuộc sống này. Kiko Chen nên nhớ Kim Lý dựa hơi hai người đàn bà quyền lực mới được showbiz biết đến. Mọi người cũng tự suy đoán và Kim Lý bắt cá hai tay, chứ không phải tôi nói, Kiko Chen chia sẻ. Tiết lộ về chuyện yêu đương với diễn viên Kim Lý từ 2 năm trước, Kiko Chen nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên không lâu sau đó, cô lại phải hứng chịu sự ném đá của mọi người bởi Kim Lý đã lên tiếng khẳng định mọi chuyện là do Kiko Chen bịa đặt. Kim Lý còn khẳng định có bằng chứng để chứng minh những phát ngôn của Kiko Chen là không đúng và anh đã ủy quyền cho luật sư giải quyết. Trao đổi với Kiko Chen về những lùm xùm mấy ngày nay, cô đã có những chia sẻ khá thẳng thắn. Mọi người tự suy đoán Kim Lý bắt cá hai tay. Khi chia sẻ về một câu chuyện tình đẹp đã qua, Kiko Chen có sốc không khi Kim Lý nói rằng đó là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Tôi buồn vì anh ấy phủ nhận nên báo chí và các anti-fan có dịp cười mình. Tôi hiểu anh ấy phải giữ gìn tình yêu đích thực với những bạn gái quyền lực, đó cũng là sự nghiệp của anh. Nhưng sự thật sẽ luôn là sự thật. Dù anh có không thừa nhận thì hiện tại rất nhiều những người bạn biết chuyện tình cảm của chúng tôi cũng đã lên tiếng. Thậm chí có cả những cô ở nước ngoài rồi vẫn lên tiếng chứng minh cho câu chuyện tôi nói ra là thật. Tôi cũng mong chuyện kiện tụng sớm kết thúc và cả hai bên đều ổn thỏa để trở về với công việc của mình. Về luật sư thì lúc nào tôi cũng có vì công ty nhà tôi là công ty lớn. Luật sư lúc nào cũng có mặt ở văn phòng nên kiện tụng là chuyện nhỏ, chỉ thêm chút việc thôi. Nhưng Kim Lý nói có bằng chứng là câu chuyện Kiko Chen chia sẻ là bịa đặt. Chỉ có tò mò về bằng chứng đó không? Nếu anh ấy có thì cứ đưa ra thôi, bên đó có tin nhắn của tôi với quản lý của anh. Nhưng những tin nhắn đó được viết rất rõ ràng là tôi đang xin lỗi quản lý, vì báo chí đưa nhầm là chúng tôi yêu nhau 2 năm liền, trong khi ý của tôi là 2 năm trước. Tôi cũng đã nhờ một số báo sửa thông tin, nhưng các bài báo viết cứ mọc lên như nấm, tôi không có khả năng kéo xuống nữa. Thay vào đó tôi đã đính chính lên trang cá nhân. Mọi người cũng tự suy đoán là Kim Lý bắt cá hai tay chứ không phải tôi nói. Tôi biết anh ấy cũng buồn, tôi muốn giải quyết giữa hai bên với nhau tránh hiểu lầm, nhưng bên Kim Lý không chịu thì tôi đành nghe theo anh ấy đi kiện. Tại sao Kiko Chen không trực tiếp gọi điện giải thích rõ cho Kim Lý hiểu? Và nếu câu chuyện giữa chị và Kim Lý từng tồn tại, bây giờ lại bị người mình yêu thương một thời kiện cáo, chị có nghĩ là do mình sai khi yêu đã chấp nhận im lặng không công khai? Tôi và Kim Lý đã không liên lạc với nhau từ tháng 3 2016. Tôi và Kim Lý mới đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương nên không cần thiết phải công khai. Trong phong tục phương Tây chắc anh ấy hiểu có 3 cấp độ. Biết nhau, hẹn hò, trong mối quan hệ. Thời điểm đó tôi và Kim Lý đang trong giai đoạn 2 nhưng không hợp nhau nên không tiếp tục nữa. Chị Hà hát rất hay và rất đẹp. Ngoài lùm xùm tình cảm, đoạn chat giữa Kiko Chen với quản lý của Kim Lý cũng bị công khai trên mạng xã hội. Nhiều người rất ngạc nhiên khi chị nói Hà Hồ cũng là fan hâm mộ lớn của em. Thì đúng vậy, chị hát rất hay và rất đẹp. Người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập, Kim Lý là người làm tôi thất vọng và buồn, chứ đâu phải chị Hà. Tôi yêu ghét rõ ràng và không muốn lôi nhiều người vào để thêm rối bời. Hình như Kiko Chen đang bị nói ngược thì phải, vì với câu trả lời của chị thì người hâm mộ phải là Kiko Chen mới chuẩn. Có lẽ tôi nói ngược nên lại bị hiểu nhầm, tôi là người Bắc nên tôi bị hiểu nhầm rồi, y như vụ 2 năm trước và 2 năm liên tiếp. Ồn ào với Kim Lý, nhiều người cho rằng Kiko Chen đang cố tình gây chú ý để thuận tiện cho việc bước chân vào showbiz. Mọi người đang nhìn đúng bề mặt vấn đề và bảo vệ thần tượng của mình. Còn tôi hiểu thấu vấn đề tại sao lại vào showbiz là vì tôi muốn đứng cùng anh và thành công hơn anh, tôi mới an lòng. Và mọi người nên nhớ, Kim Lý dựa hơi hai người đàn bà quyền lực mới được showbiz biết đến. Sau ồn ào bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh vẫn gây thất vọng về nhan sắc. Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sau đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, những hình ảnh của Lê Âu Ngân Anh được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cô trở thành đề tài bàn tán sôi nổi suốt nhiều ngày liên tiếp. Những tin đồn về việc phẫu thuật thẩm mỹ, làm mũi bơm môi được công chúng đồn đoán. Tuy nhiên, cả ban tổ chức lẫn Lê Âu Ngân Anh vẫn một mực khẳng định người đẹp sở hữu nhan sắc tự nhiên. Tối 13 tháng 12, Lê Âu Ngân Anh đã tham dự một sự kiện thời trang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hàng loạt sau việc đình đám. Đây là sự kiện hiếm hoi cô lộ diện sau những lùm xùm liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ chê bai nhan sắc. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự một show diễn thời trang sau khi thoát án phạt từ cục. Tuy nhiên, nhan sắc của cô tiếp tục trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Có thể thấy sau 2 tháng đăng quang, thế nhưng nhan sắc của Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn không khá hơn là mấy. Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với bộ đầm đính kết, lấp lánh ôm sát cơ thể. Được biết, trước đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra quyết định phạt đơn vị tổ chức 4 triệu đồng vì cho phép thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ dự thi. Tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh không bị tước vương miện vì theo Nghị định 158 của Chính phủ, không có quy định nào về việc này, thu hồi danh hiệu thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức. Nhan sắc của cô luôn là chủ đề tranh luận của cư dân mạng. Đứng trước làn sóng phản đối, Ngân Anh từng chia sẻ, "Tôi cũng không đánh giá được mình có giá trị khi đội vương miện hay không. Tôi hy vọng sẽ thay đổi góc nhìn của công chúng và làm được nhiều việc ý nghĩa cho xã hội." Vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh cho biết sẽ cân nhắc việc xử lý thí sinh Lê Âu Ngân Anh. Cận cảnh nhan sắc thảm họa của Hoa hậu Đại dương 2017 Ngân Anh sau hơn 2 tháng đăng quang.